Mến chào các bạn nha. Đây là đống cá mà cuối tuần ông xã mình ông đi câu ở sông Cao Lãnh đó các bạn. Ông là một cần thủ chuyên nghiệp, có khi câu mười mấy ký, nhưng mà bữa nay là bao nhiêu đây nè. Đó, cho các bạn xem đó. Trời ơi, con này ký mấy con cá câu tiếp. Ôi, con này cá sống cho tôi. Còn sống quá trời luôn rồi. Cái này là con cá này là cá gì vậy anh? Cá chấm hả? Con này chắc phải kiếm ký gửi không anh? Trời ơi, đó cá câu xong nè. Con này con cá cóc ngon lắm nè. Cá cóc này kho khế ăn ngon nè anh. Wow, quá trời luôn rồi. Cho bớt nữa. Đó, nguyên thao đó các bạn, cá câu đó. Mình đi cắt một mớ cải xanh để mình làm món cá hấp cải xanh đó các bạn. Mình trồng cải xanh rất là nhiều luôn đó các bạn. Nè, cải xanh non trong gì đó. Con mình nó thích ăn món cá hấp cải xanh. Ở đây mình có nguyên cái vàng cải xanh. Các bạn thấy ngon không? Nguyên một thùng mình trồng từ lớn tới nhỏ để ăn đó các bạn. Đó, mình nhổ thêm một mớ này nữa nha. Xuống hấp cải xanh. Rồi mình ngắt thêm rau sống nữa. Cái này là cái bắp cải, nó đang làm bắp nè các bạn. Mình trồng nó tốt ghê không? Đó, mình trồng nó tốt. Mình nhổ thêm mấy cây cải nha. Ôi, cây rau này, cái này ăn sống. Mình qua mình cắt cái rau kỹ nha các bạn. Mình trồng cái rau này nó tốt quá trời, nó tốt luôn nè. Các bạn thấy không? Nó xanh mà nó tốt nè. Cái này á, rau này mình nấu canh ăn rất là ngon luôn nha các bạn. Tốt dữ lắm nè các bạn thấy không? Trồng mà nó mọc. Mình trồng mà nó xanh luôn. Cái này nó kêu là rau kỷ màu đỏ, các bạn nấu canh ăn rất là ngon luôn. Mà rất là tốt luôn. Quá trời nó tốt luôn. Mình chỉ là tưới nước thôi. Hôm qua trời mưa, cây mình hứng một thùng nước mưa nè các bạn. Thùng nước mưa to đùng luôn. Tưới được 2 ngày. Tưới được 2 ngày luôn. Mình ngắt mình xuống nấu tô canh. Đó, các bạn thích không? Rau nhà trồng luôn đó các bạn. Tốt dữ dằn luôn đó. Bông bí hấp cải xanh đó các bạn, vừa đẹp mà ăn ngon nữa đó các bạn. Như cá cải xanh đó. Mình rửa bông bí hấp cải xanh. Rồi rau kỹ nè, mình lặt ra mình cũng rửa sạch luôn nha các bạn. Câu cá to mà mình
chị lấy hai con, để một con hấp cải xanh và một con mình kho khế đó các bạn. Mình cũng rửa sạch rồi, mình hấp cải xanh thì mình cắt xén rồi mình ướp đó, cho nó thấm gia vị đó các bạn. Xong á các bạn thấy thịt nó dễ khắc luôn, nhìn ngon hết biết không đó. Mình để cái này để kho khế đó, một con kho khế, một con thì để hấp cải xanh, bông bí cải xanh. Cải xanh mình cũng rửa sạch rồi nè. Còn cái này là khế nè, khế này là ở dưới quê đó các bạn, nhà mình có cái khế to đùng luôn vậy đó các bạn, khế chua nha. Đó mình hái dưới quê nè. Còn quà nè các bạn, quà quê nè. Đó. Xoài cũng dưới, xoài quê luôn đó các bạn. Chanh nè, ớt nè. Toàn đồ, nói chung là đồ quê không. Đó. Rồi mình đi ướp cá nha các bạn. Mình kho nha. Món cá kho khế mình để khế vô nha các bạn. Ăn chấm rau sống rất là ngon luôn các bạn. Mùi khế nó chua, thanh, thơm vị cá các bạn. Thơm lắm. Rồi bên này thì cái nồi nó đã sôi, mình để rau vô để mình nấu nồi canh đó các bạn. Rau kỹ. Người ta trồng nó nhỏ nhỏ, mình trồng cái lá rau nhìn nó tốt, nó to rê không các bạn, mà không có phân đó. Đó, canh đó, canh chín. Còn đây, đó, nồi cá nó kho, kho khế. Cá mình hay để ớt hiểm đó, các bạn, chín đó. Nó thơm, nó không có bị tanh cá các bạn. Đây là cá hấp nè, bây giờ mình cho bông bí vô trước nha các bạn. Cá hấp cải xanh với bông bí. Mình để bông bí vô. Bông bí ăn cái vị nó thơm ngọt. Rồi mình thêm cải xanh vô nè. Cải xanh mình thêm sau cùng á các bạn, ăn nó không có bị nhẫn đắng quá, ăn nó ngọt luôn. Cải nhà chồng nên nó ngon lắm các bạn. Mình để từ từ vô rồi hồi nó cũng xẹp xuống rồi. Cá rô phi nha các bạn, bữa nay ăn hai món cá rô phi đó, cá hấp cải xanh với bông bí, rồi cá kho khế. Rồi cá xong rồi, để ra dĩa nè các bạn. Cá rô phi kho với khế, ăn với rau sống nhà trồng luôn nha. Còn cái này là rau kỷ nè, nấu một tô canh rau kỷ và thêm một món đó là cá rô phi hấp bông cải và cải xanh đó, cải xanh nhà trồng luôn đó các bạn. Đó, bữa ăn gia đình của mình là cá câu, rau nhà trồng, mua thêm vài thứ nữa đó các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem nha, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ giùm mình nha. Chúc các bạn vui vẻ.